Chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba tổ hợp để múa bài ngày rằm tháng 7, một ngày rất là ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tổ hợp dạo nhạc bao gồm 6 câu nhé. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta đi như thế hai câu nữa ở bên trái, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi. 5 2 3 4 5 6 6 2 3 4 5 6 như thế nha. Chúng ta tập luôn nhé. Rồi, chúng ta đi bốn câu đầu, hai câu ở bên phải và hai câu ở bên trái. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 đổi tay 5 6 7 8 như thế sau đó chúng ta lại tiếp tục đi như thế ở bên trái hai ba ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn đổi tay năm sáu bảy tám đó như vậy sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi hai câu 66 nữa bằng cách đi cái chân phải trước, vòng tròn sang trái tới trước 5 nhịp và tiếp tục đi cái chân trái, vòng tròn sang phải tới trước 5 nhịp. Rồi chúng ta đi luôn. Câu 56, chân phải. 5 2 3 4 5 6 7 chân trái 6 2 3 4 5 6 Đó, mọi người hình dung như thế hai câu bên phải, hai câu bên trái rồi Tròn sang trái một vòng Và tròn sang phải một vòng Nha Chúng ta sẽ tập chậm tổ hợp này luôn nhé 2, 3 1, 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6

5 6 Như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1 bao gồm 7 câu nha. À 7 câu này cũng rất là đơn giản và chúng ta sẽ chia làm hai đoạn nhé. Rồi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta đi bốn câu như thế nha. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục à đi sang 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 như thế nha. Chúng ta sẽ đi nhé. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi bốn câu đầu trước nè. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi, trong phải chúng ta lại lùi xuống. 2 2 3 4 5 sáu, bảy, tám, như thế tiếp tục chúng ta đi hai câu tiếp theo cũng giống y như vậy, chân phải ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, lùi chân phải bốn, hai, ba, bốn 5 6 7 8 đó. Như thế hai câu và hai câu giống nhau ha. À. Như thế là hết cái đoạn 1 nha. Chúng ta tiếp tục đi đoạn 2 là ba câu nữa là 5 6 7 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi nè. 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8. Đó, ta đi lại. 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp tục nè. Câu số 6 thì cái tay chúng ta sẽ để như thế này. Đó. 2 3 6 2 3 4 bung tay ra 5 6 7 8 Đó. Rất là dễ đúng không? Chúng ta đi lại nè. 6 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục chúng ta sẽ đi câu số 7. 7 2 3 4 5 6 7 8 Đó, như thế. Chúng ta đi lại câu số 7. 7 2 3 4 5 6 7 7, 8. Rồi, chúng ta sẽ đi lại câu 5, 6, 7 nha. Để tiếng được chúng ta ráp nha. Rồi, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ráp hai cái đoạn này thành tổ hợp số 1 luôn và tập chậm với nhau nhé. À mọi người tôi đi tua lại rồi tập nha

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7

rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tổ hợp số 2 cũng bao gồm 7 câu như thế và cũng được chia làm hai đoạn nha. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Chúng ta đi 4 câu như vậy. nha, sau đó

Đó, chúng ta đi cũng tương tự như là cái tổ hợp số 1 ấy nha. À chỉ có khác là chúng ta đi ở bên bên trái chứ không còn đi ở bên phải nữa. Nha. Rồi, chúng ta tập luôn nhé. Bốn câu đầu là đoạn 1 á. Rồi, chân phải 2 3 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 Đó là hết cái đoạn 1 rồi Chúng ta đi tiếp à, 3 câu của đoạn 2 Là ở bên trái Chứ không đi bên phải như tôi học số 1 nữa nha Rồi chúng ta đi nè 2 3 5 2 3 4 5 6 7 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 Đó, mọi người có hình dung được chưa nè? Ha. À cái tổ hợp số 1 thì có những cái phần nó đối lại với tổ hợp số 2 đó cho nên là chúng ta rất là dễ rất là dễ để mà tập nha rồi à, mọi người tập lại cái đoạn 2 của tổ hợp số 2 nha ở bên trái nha 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, chúng ta hình dung được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái đoạn này thành tổ hợp số 2 luôn, 7 câu nhé.

5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3 bao gồm 5 câu

2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 đó như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ đi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi câu 1 và câu 2. À, một câu ở bên trái và một câu ở bên phải nha. Rồi chân phải hai ba một hai ba đưa chân phải về bốn năm sáu như thế ta đi lại hai ba một hai ba đưa về bốn năm sáu sau đó chúng ta sẽ đi tiếp câu số hai bằng chân trái ở bên phải hai hai ba đưa chân trái về bốn năm sáu tiếp tục bảy tám chín 10. Đó, như thế nha. Chúng ta đi lại câu số 2 nè. Chân trái. 2 2 3 về 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Bây giờ ta sẽ đi câu 1 và câu 2 nhé. Ba chân phải Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Hai Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín mời. Đó, chúng ta hình dung được như vậy nha. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi hai câu 88 nữa bằng chân phải hình quả trám nha. Rồi. 2, 3 chân phải. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Đó, chúng ta đi như thế. Tay trái chúng ta bỏ trên nha. Rồi, chúng ta đi lại hai câu này nhé. 2 bằng 3, 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Đó, 8 thì chúng ta đang ở như tư thế như thế này Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp câu số 5 Đưa chân phải sang 5 2 Đưa chân phải về 3 4 5 đó, Chúng ta đi lại câu số 5. 5, 2, 3, 4, 5. Đó, nha. Bây giờ chúng ta sẽ nối hết 5 câu này thành tổ hợp số 3 luôn nha mọi người. Rồi, chúng ta đi. 2, 3, chân phải. 1, 2, 3, 4, 5 6 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3 4 5 6 7